Hôm nay, quan trở về thăm cái nơi ngôi nhà xưa của ngoại gần 100 tuổi từng ở và nhớ lại ký ức xưa để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn được biết. Đây là cái ngôi nhà của ngoại hồi xưa nè quý cô chú anh chị, thì sau này thì nó đã dở rồi, thì hôm nay quan sẽ tìm lại cái kỷ niệm xưa là quan đã từng vào cái nơi nhà ngoại ghi hình thì cách đây cũng mấy năm rồi, để mà chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị các bạn được biết nha. Thì đây là cái hình ảnh kỷ niệm hồi xưa thôi, còn sau này là nó sẽ thay đổi như thế nào thì chút xíu nữa đây quan sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết nha. Sẵn đây thì quan cũng đến thăm và cái nơi ngôi mộ của ngoại. Ngoại tên thật là Giang Thị Dân, là lúc ngoại mất là hưởng thọ là 88 tuổi nha quý cô chú anh chị. Thì đến để thắp hương và cho ngoại, thì quan mời quý cô chú anh chị xem video để nhớ lại những cái kỷ niệm hồi xưa nha. Hello, quan Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Giấc này thì hôm nay thì quan sẽ hành trình để mà trở về cái nơi mà của ngoại hồi xưa sinh sống đó quý cô chú anh chị, ở trong đồng trong ruộng nha. Đó, thì giấc này hai anh em đi hành trình đi vô trong nhà của ngoại thăm là cái nơi mà hồi xưa đó ngoại đã từng ở nha, thì xem bây giờ cái chỗ đó này nó thay đổi như thế nào đó, thì thay đổi ra sao đó. Giờ hai anh em đi nè, theo quý cô chú anh chị đó, cái đường này là cái đường trong nhà ngoại hồi xưa nè cô chú anh chị. Cái đường này là quan đi hồi xưa là cũng rất là lâu luôn chứ không phải là gần. Thì cái đường này bây giờ thì quan thấy là nó cũng đã rộng, mà người ta đổ đá rộng rãi hơn xưa rất là nhiều rồi đó quý cô chú anh chị, thấy chưa. Thì chút xíu quan sẽ chạy xe vô và quay lại cái nơi mà cái hành trình đó là của ngoại sinh sống, thì xem là cái chỗ cái nơi ở của ngoại nó đã thay đổi gồm những có gì rồi đó. Quý cô chú anh chị thấy không đó, đường đi nè, thì lâu rồi quan mới đi lại cái nơi này. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có xem thì nhớ cho quan xin một lượt like và một lượt ủng hộ lại nha. Đó, thật sự á là đây là cái nơi là ở của ngoại nó sẽ thay đổi ra sao sau bao nhiêu năm. Rồi thôi thì quan sẽ đi nghe quý cô chú anh chị quay cái con đường vô trong đó. Chút xíu nữa đi bờ đê nó cũng là đá bụi nha quý cô chú anh chị. Rồi, thấy chưa? Từ. Đó. Ok, lên được. Đó, theo quý cô chú anh chị. Thì hai anh em thì hôm nay thì cũng hành trình để trở lại cái nơi sinh sống của ngoại xem cái sự thay đổi ra sao. Thì sẵn đó thì quan cũng ghi hình cho quý cô chú anh chị người khán giả của mình đó là xem lại cái nơi mà đã mấy năm xưa, năm trước thì mình đã làm một cái bộ phim rất là dài. Thì thật sự nơi đây nó sẽ thay đổi như thế nào, chưa qua cầu quẹo vô nha. Đây, thấy chưa quý cô chú anh chị, giờ đây quan thấy nó làm một cái cầu rất là lớn luôn nè. Lúc trước thì đây không phải là một cái cầu bự nha, ở đây là một cái cầu sắt nhỏ xíu thôi, bây giờ bự quá rồi, cầu Quảng Liên. Đường xá cũng nhỏ xíu à. Thì không biết là có mấy anh em có thể mà vô tới nhà ngoại như xưa được hay không, tại vì giờ mùa nước nổi dữ lắm luôn nè. Hai bên thấy quý cô chú anh chị nhìn nè, này là một cái bờ đê nha. Bờ mẫu của quý cô chú anh chị, bờ mẫu của đất ruộng người ta. Tháng này tháng mưa và tháng nước ngập nữa. Thì vẫn còn trồng mít như lúc nào nha. Mấy cái mít này nhà ta vẫn còn, đằng kia có cái đường quẹo trái. Đây nè, thấy không? Là phải Tú Đặng nè. Tú Đặng hả? Đây là cái đường đó, phải không?
đâu đâu à, Mỹ Trong nữa. Thuốc Trong á. Mỹ Trong ha. Thuốc Trong mới rẻ trái. À, thuốc Trong, thuốc Trong. Này là lột quá quên đường. Hồi trước á là Toàn Lê không có quay, Toàn Lê chỉ là hỗ trợ thôi, đi tác nghiệm hỗ trợ thôi. Hỗ trợ cho anh em thôi. À, đúng rồi, Mỹ Trong nữa. Nên, nhớ qua mấy khúc này nè. Đúng rồi. Đường thì Toàn Lê cũng nhớ nha quý cô chú anh chị. Thật sự là lâu quá quên à. Quên đường luôn. Hành trình hai anh em đi lúc trước cũng rất là gian nan quý cô chú anh chị. Bây giờ thì quay lại cho quý cô chú anh chị xem. Giờ chỗ này trồng ổi luôn nè. Chỗ này chú trước đâu có nhớ trồng ổi phải không? Chắc núm gom. Núm gom ha. À đúng rồi, đúng rồi, chỗ này chắc núm gom. Ngày đằng trước là chắc núm gom. Ờ. Rồi á không vô. Quá không? Nhớ này lạ đó nha. Quá rồi, không có trước mình đâu có nhà này. Vô trong rồi. Lộn rồi, đâu lại. Qua rồi đó. Lại lộn đường. Nhưng không còn nhớ nữa. Vô đây đường nhỏ khó quay đầu lắm nha quý cô chú. Đây đây nè. Mình vô đây đi. Ừ. Khu này là không đúng rồi, qua rồi. Cái khu này là sai rồi đó. Không lẽ cái chỗ đó bây giờ ấy ta? Bây giờ tại mấy năm gì khi hả? Nhà lại hỏi à. Qua rồi. Cái chỗ ở của bà ngoại trăm tuổi ngày xưa anh. Qua chỗ này rồi. Có mấy người cháu mà đó ở ngoài tuốt ngoài vườn á. Bà mất rồi đó. Chút gớt rồi đó. Gớt á. Không có, tụi em hồi xưa tụi em quay phim nè, giờ tụi em vô cái giờ đâu còn ai à? Không có, em vô cái đường vô thôi, em biết cái bờ nãy đó. Ờ bờ nãy ha, cái bờ kế nhà ha. Ừ. Nhà mới cắt đó. Nhà mới cắt đó hả? Trời ơi. Rồi, cảm ơn anh. Không có, ý nó là tụi con quên, hồi xưa con quen giúp đỡ các bạn. Quên cái đường vô, giờ thấy thay đổi quá. Giờ quá giờ thay đổi rồi. YouTube. Không có, quen. Ờ, quan phạm thơ á. Ờ, tâm gồm trước. Ờ, đúng rồi, tụi em sao? Dạ chết mẹ hết trơn rồi, cha con nó gì lụm hết rồi. Biết rồi, ý nói là tụi em tính vô đó là thăm lại thôi. Hiểu không? Thăm lại cái nơi của ấy thôi mà tại quên cái đường. Đi hoài hồi trước đi hoài hả? Cắt nhà là hết rồi. Ừ. Thì ở đây là xây dựng nhà cửa là hết rồi nha cô chú anh chị. Đường ra là đường nào? Ừ, không phải. Đâu còn đâu. Không còn đường ra rồi. Không còn đường ra luôn rồi. Không còn đường ra rồi. À không lẽ cái đường đó. Thôi vậy. Đó kìa, đúng là đường đằng đó kìa. Đó. Bít lại rồi. Ừ. Đầu này bít rồi, đâu cho đi nữa đâu. Hả? À, không, bên kia kìa, bên kia có đường ra không? Không. Như vậy. Không đường ra được luôn. Lâu quá, kỷ niệm xưa đâu còn. Kỷ niệm xưa. Thì cũng hy vọng là ra được kỷ niệm xưa nha. Ừ, đó mấy anh em đi kiếm lại cái nơi mà hồi xưa đó. Hồi lên. Ừ, gửi xe đây đi. Hỏi em ơi, cho anh gửi xe nhờ các anh em trai. Ừ. Ra ngoài hay gì? Ừ.
Không có, cái thời xưa anh lúc trước anh quay anh giúp đỡ rồi, giờ ngoại mất rồi, tính ra cái nơi chỗ của ngoại hồi xưa anh ghi hình lại cho mà làm kỷ niệm thôi. Cặp nhà ha. Cặp nhà có đường ra ha. Cảm ơn nhiều nha. Hồi xưa là cái chỗ này anh nhớ là đây là có cái đường quẹo ra ngoài. Bên bờ không cho xe chạy nữa, đi được. Đi bộ được ha. Trời ơi khó quá ha. Không cho xe chạy ha. Ừ. Bây giờ nhà cửa vườn tược là làm hết rồi. Đó. Thăm lại nơi chỗ ngoại thì dắt mấy anh em giúp đỡ. Không còn đường vào nữa. Thay đổi dữ rồi ta. Dạ vô chỗ của bà ngoại hồi xưa mấy anh em thăm lại thôi, mà cái đường giờ không còn đường vô nữa. Không có, ý nói là muốn thăm lại làm kỷ niệm thôi. Hồi xưa tụi em quay nhiều lắm. Vậy là cái đường này vô được phải không? Bích luôn, không còn đường đi luôn nè. Còn đi được, đi này nè. Thấy không, cực gian nan quá quý cô chú anh chị ơi. Quá thay đổi rồi. Trồng sầu riêng luôn rồi nè. Tại vì mình nhớ là nhớ mấy cây bạch đằng ngoài đó đó quý cô chú anh chị thấy chưa. Nè quan từ xa là quan nhớ mấy cây bạch đằng đó. Thì nói ngoại 100 tuổi là ở đây người ta biết hết trơn quý cô chú anh chị thấy chưa. Đó, thì anh em là thăm lại nơi đây làm cái kỷ niệm xưa nha. Cái đường này hồi xưa là cho cái là tại vì trong đây có nhà ngoại với nhà của bác hai rồi đó, nên là cho đi. Còn bây giờ là thua rồi, bao nhiêu năm là người ta là trồng cây ăn trái rồi hết rồi, cải tạo hết trơn rồi quý cô chú anh chị. Rất là khó đó quý cô chú anh chị ơi. Đường đi giờ khó lắm, thật sự là gian nan lắm á, là mấy anh em mới làm một cái chuyến hành trình như thế này về cái nơi mà xưa đó. Gặp cái con này con gì nữa nè. Quý cô chú anh chị thấy chưa, hai anh em à vừa quan thấy chưa nè. Dưới đây hồi xưa là một con mương con kênh đó quý cô chú anh chị. Thay đổi quá trời thay đổi, quan nhận không ra luôn, không biết chỗ luôn. Người dân thì mình nói tới người dân ở đây tao biết. Ngày xưa quan chạy xe ra đây đường này hoài luôn nè. Tiếng máy á, quay ở ngoài này biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ quý cô chú anh chị thấy không? Thật sự là cái đường, cái nơi ngoại bây giờ là thật sự ha, bao la là đồng ruộng, không còn một cái nhà ngoài này luôn. Người dân người ta nói là ngoại giờ không còn luôn. Thực sự đây là một cái kỷ niệm quý cô chú anh chị ơi. Kỷ niệm đây là cái kỷ niệm thật sự là cũng quá trời lâu rồi, khoảng mấy năm rồi đó. Nên là cái nơi nào cũng vậy quý cô chú anh chị, không có cái gì mà nó tồn tại mãi được hết trơn, nó phải thay đổi theo thời gian thôi. Thì xưa quan vô đây thì thực sự quan cũng rất là gọi là cũng chưa có biết gọi là quay phim nhiều lắm, nhưng mà lúc vô đây thì quan cũng học hỏi được cái kinh nghiệm, thì cũng sau này thì cũng giúp ích cho quan trong cái công việc gọi là làm YouTube sau này. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có yêu mến quan thì mình hãy ủng hộ lại kênh quan, để mà quan sẽ ghi hình lại cho quý cô chú anh chị xem. Thì thật sự quan vô đây á, quan nhớ cái nơi này á là cái mấy cây bạch đằng, mấy cây bạch đằng này quý cô chú chị. Nếu mà thật sự không có mấy cây bạch đằng này ha, là quan vô phương nhớ luôn. Tại vì tới đây thì có một cái nhà rất là lớn đó, cách phía trước đường vô rồi. Đường
dân này, sống ở ruộng nè. Đó đâu có mấy cái ngôi mộ mới nữa. Em quý cô chú anh chị, đi thực sự rất khó khăn luôn, giờ lắm giờ luôn. Đây giờ ta trồng sầu riêng. Wow, tới rồi nghe quý cô chú anh chị ơi. Đây. Đây là những cái cây cây đầu tiên. Ồ, nơi cái chỗ này là ngoại thường ra để mà nhặt củi nè quý cô chú anh chị. À, tới rồi, tới nơi của ngoại rồi. Đó, à, đúng luôn quý cô chú anh chị. Nơi đây là gọi là đúng luôn á. Đây là cái đường vô nè, thấy chưa? Vô nhà ngoại nè. Quý cô chú anh chị đã nhớ chưa? Ôi ơi, cái gì vậy? Gì cũng kinh kìa. À. Đây nè, mình đậu xe đâu đây nè. À, nhớ chưa? Nè, cái đường vô nhớ không? Nè. Đó, cái đường vô nè quý cô chú anh chị nhớ không? Còn đây là một cái con đường vào chỗ cây dừa bên kia, dừa đó. Đó là đó. Cái ngôi nhà của ngoại đó. Đây nè, cái chỗ mà thường bắt tư với Diệu Hiền là giờ văn võng ở đâu đây nè quý cô chú anh chị, quan đi giờ vẫn còn nè. Đây nè, văn võng đây nè. Đây, hai mít này nè. Hai cái mít này lớn rồi. Đó, đó là ba cây này nè. Ba cây này là lúc trước là chú Út nè, Diệu Hiền nè, với Bắc Tư ngồi nhậu đây. Ngồi nhậu đâu đây nè. Nha, ngồi khuôn viên này, ngay chân khuôn viên này nè. Luôn, ngay chỗ này là ngồi nhậu nè. Thì ba cái võng, hai võng bắt. À, thấy chưa? Văn võng liền kề. À, đây thấy chưa? Rồi. Đặc biệt đó là cái ngôi nhà của ngoại đó, nằm đây, ngay chân chỗ đây. Đây nè. Đó, thì phía bên đây á đây là cái ngôi nhà của ngoại là ngay chỗ này luôn nè. Đây. Đây nè. Là dài tới chỗ cái mương, chỗ cái mũi xuồng đó. Lúc ngoài mà gỡ cái ngôi nhà này xong là người ta trồng mít liền nè, thấy không? Giờ lớn hết trơn, người ta đã thu hoạch không biết mấy vụ rồi nè. Thì cũng thông báo luôn, đây giờ là đã thay đổi trồng mít Thái hết rồi, cũng nghe quý đó là toàn khuôn viên nè. Đây vẫn còn cái rìa. Thấy không? Mình còn nhìn thấy nè. Tuy là cải tạo đất hết rồi, lên bờ hết rồi, nhưng mà cái hình ảnh đó. Thì thực sự Quang, cái ký ức xưa là Quang vẫn nhớ hết trơn luôn nha. Đó, ở đây là cái mé trái, chỗ này là cái mé trái nè. Đây. Cái mé trái luôn á. Chỗ hai cây mít này là cái trái bếp ở phía sau. Và đặc biệt đó, rồi lại cũng chia sẻ luôn ha. Lúc trước khi mà cái nhà còn á, là khi Diệu Hiền á cùng với chú á, thì cái bàn hương á nằm ở góc này. Nha. Nằm ở góc này ngay trang chỗ cây mít luôn. Đó cái bàn. Đó, thì chạy dài ra đây thì lúc đó còn Lê chỉ có nhiệm vụ đó là làm tác nghiệp, là cầm máy quay cho anh em thôi. Đó, nên một số là khán giả là sẽ không nghe được cái tiếng nói của Toàn Lê. Thì ở cái chỗ này là phía sau này á, là thím Út đồ á, là ưa mà dân võng ngủ ở bên cái khu này nè quý cô chú anh chị ha. Rồi gia đình về á, thì vui chơi á, là ra ngoài này ngồi nè. Đó. Đây là cái mương. Cái mương này á, thường là gia đình cũng ưa lấy nước để mà sinh sống nè. Thì quý cô chú chị nhớ là cái mương này là phía trước đường vô của Diệu Hiền không? Lúc trước là Diệu Hiền xuống đây rửa chén rồi nè. Bây giờ đã đắp rồi. Đó, cái đường vô thì bên kia đó quý cô chú chị, thấy không? Thì Quang cũng quy ấy. Không phải Diệu Hiền là lấy nước ở cái mương này, ở phía trước đó đó. Đây nè. Ê, để mình coi lại cái còn cái ấy không? Không có, một hồi mình hay là đắng. Mà quan trọng là mình coi cái chỗ này là cây cầu, cây cầu. Cái chân đây nè. Đâu cái cầu chỗ nào? Đâu đây nè. Còn cái chân đây nè, đó. Đâu? Cái chân chỗ dấu này nè. Ừ. Đó là cái cầu là ngày xưa nằm chân đây nghe quý cô chú anh chị. Cây cầu là về là thằng con rể thứ hai và con rể thứ mà con rể thứ Út đó. Mấy anh em. Mấy con rể thứ ba, con rể thứ Út của cháu của ngoại. Tức là thằng gì ta, tên gì? Là xuống cái đây là dọn lục bình rồi bắt ốc hái rau dưới đây, cái nơi con sông này nè quý cô chú anh chị, thấy chưa? Thì một chút xíu nữa đó ha, Quang sẽ hành trình qua bên kia, cái nơi mà chú Út với Diệu Hiền từng đi ra ngoài hướng ngoài ngoại ha. Quang sẽ lại cái nơi mà gọi là cái chỗ của chú Út với Diệu Hiền thường đi qua ngoài để nhậu với nhà bác Tư.
nhưng mà nhà bác Tư quá xa nên thay Quang có không thể đi được nha. Quang sẽ đến cái nơi mà gọi là nhà của bác hai để chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết nha. Đó, thấy quý của quý cô chú anh chị. Đây là cái con kinh cùng. Đó, kinh cùng là cái nơi mà gọi là Diệu Hiền, Bất Ốc, rồi con rể, hai đứa con rể xuống đây để làm cầu này kia đồ nào quý cô chú anh chị. Thì một cái thời, thực sự là bây giờ nó đã thành một cái kỷ niệm quá là ấy rồi. Một kỷ niệm quá là xa vời quý cô chú anh chị nha. Đó. Cái nền này kia đồ ha. Cái viên đá vẫn còn ha. Đâu đâu. Ở đây còn được hai cái viên đá, một viên đá ở đây và một viên đá. Đây là một cái ký ức mà không phải là. Đây đá vẫn còn nè. Đá để kê cây cột á. Chim những cái chân cột của cô chú anh chị. Đó. Nếu mà thật sự nếu mà quý cô chú anh chị mình cảm nhận tại sao Toàn Lê biết, lý do là Toàn Lê không có quay phim, nhưng mà Toàn Lê vô đây cũng hoài. Quay. Chỉ làm công tác tác nghiệp là cầm máy. Đây nè, đây không? Đá nè. Nó tản nè. Đá này là chim ở dưới ngôi nhà. Thường nha. Thấy không? Còn những cái viên đá nha. Rất là ok. Đây cái đường vô này thấy không quý cô chú anh chị, nó nhớ không? Cái đường này là đường đi ra đi vô của chú Út và Diệu Hiền. Rồi cô Ba thì thường xuống để mà chặt những cái lát này nè. Đó, rồi đốt gác, đốt này kia ở dưới đây. Cái nơi này. Thật sự ha. Đây là cái ngôi nhà của ngoại nè. Ngôi nhà xưa của ngoại đã trở thành dĩ quản rồi quý cô chú anh chị. Thì Quang sẽ quay sơ lại cho quý cô chú anh chị xem. Đó. Thấy chưa? Đây là kỷ niệm thật sự quá lớn quý cô chú anh chị. Thật sự là Quang cũng lâu rồi, Quang cũng nhớ cái nơi này nên là Quang một mình thì thật sự Quang cũng không dám vô đây. Nên là Quang quyết định rủ một cái người bạn là Toàn Lê đó, là hai anh em hành trình vào nơi đây để mà trở về cái kỷ niệm xưa, là từng là vô đây để mà rất là nhiều quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là đã yêu mến, thì ghi hình lại cho quý cô chú anh chị xem là cái nơi này nó đã thay đổi ra sao. Đó, thấy chưa quý cô chú anh chị? Đó. Là cái đây là cái nơi là chú Út Diệu Hiền là nhậu ra đây, nhậu cũng nhiều lắm, câu cá đồ ngồi ngay đây luôn. Nghe chưa? Câu cá đồ ở đây nè. Đó, qua bên đó đó. Bây giờ mấy đứa nó ấy nữa kìa. Lâu quá cũng không gặp phe thằng nhóc đồ gì ở đây. Thằng nhóc đồ có gì không mấy em? Rồi thằng anh nói thằng gì? Không có, ý nói là cái thằng con Bắc Tư là thằng gì? Thằng gì ta? Thằng gì nhỏ nhất? Không phải, còn thằng nữa thằng gì? Thằng Út là thằng gì ta? Trước em vô đây em quay phim hoài đó, giúp nhà ngoại hoài nè, tại lâu quá vô đây làm chuyến làm kỷ niệm cho nhớ lại thôi. Thằng Út là tên thằng nhóc đó chứ nào nữa. Thằng nhóc là con Út Gớp. Con Bắc Tư kìa. Con Bắc Tư. Con của ông tự nhiên quên con Bắc Tư là thằng gì ta? Bắc Tư nhà ông Mỹ ngoài kia kìa. Con của Hoàng. Con Hoàng đó thằng gì? Con Hoàng quên tên đó rồi. Tâm. Không. Thằng Út là nhỏ nhất. Con của ông Hoàng. Dạ. Quên tên nữa, có ông Sáu không? Nhà của bác hai đằng kia. Trước em vô đây em quay giúp đỡ gia đình này một năm mấy mà. Quay đưa cho thầy lên cái ơi. Tại vô đây là mình làm chuyến nè, mình quay lại cái kỷ niệm xưa nè. Giờ nó thay đổi quá rồi. Hồi nãy là gặp cái nhà kia đang xây là không biết đường vô luôn đó. Hồi xưa là chạy xe gắn máy vô đây luôn. Cái chỗ này là ngoại gần trăm tuổi đó quý cô chú anh chị, ra đây là bẻ củi chặt củi vô đây nè.
thực sự là như vậy luôn á. Quang thường chạy tới đây và dựng xe đâu đây nè, dựng xe chỗ này nè, chiếc xe gắn máy của Quang hồi xưa chạy dựng đây nè, rồi có đầu mình chạy vô đây. Thì lúc đó là Diệu Hiền với chủ Út với Bác Tư là ngồi nhậu say sưa ở đây nè, ưa nhậu say sưa chỗ này nè, rồi nằm võng rồi té võng xuống kênh luôn. Thấy không nè, quý cô chú anh chị nhìn ngắm kỹ ở đây là phải cái con đường hồi xưa nè, nhỏ lên nè, nó đây phải là cái con đường hồi xưa không, cây bạch đằng nè, thấy chưa quý cô chú anh chị, những cây bạch đằng hồi xưa nè đó, nhờ những cây bạch đằng này Quang mới nhớ đó nghe, nếu không thôi là Quang cũng quên cái đường rồi, rất là khó luôn quý cô chú anh chị. Con đường này là vô nhà ngoại nè, đây Quang cũng cho quý cô chú anh chị biết luôn là cái nơi bí mật. Nơi bí mật là của gia đình ngoại là ở đây, chỗ này là gọi là nơi bí mật, là nơi bí mật gì Quang cũng tiết lộ luôn, là gia đình ra đây ngồi đi toilet ở đây nè, ị ở đây nè. Trời ơi, mỗi lần Quang tới đây nhìn chịu không nói luôn. Hồi xưa nói chung bây giờ mình mới tiết lộ cho quý cô chú anh chị xem cái chỗ cái con đường này nè đó, nơi là ị ở đây nè đó. Nơi ị chỗ này luôn. Quang cũng ưa ngồi chỗ này, ra ngồi chỗ này, ngồi Mỹ đằng kia đó, rồi một chỗ ngồi mát để mình là đăng những cái video này kia cho quý cô chú anh chị xem. Thấy chưa? Rồi chỗ đây luôn là cái chỗ mà nhớ Quang nhớ lại kỷ niệm là chú Út và Diệu Hiền đó. Dưới chú Bác Tư là mấy anh em cho ăn vịt rồi ngồi ca hát luôn. Cho ăn một cái con vịt rất là ngon nhưng mà không có ai ăn được cả. Tại vì thực chất á, chỉ có uống được thôi, không có ăn được. Còn điều đặc biệt ở đây nữa là nơi mà là vệ sinh ở đây nha. Đây thấy quý cô chú anh chị đây ha, giờ cái chỗ này là Quang cũng ưa lại lắm nè. Đây Quang ưa quay qua cái nơi chỗ đó đó. Thấy chưa? Cái chân chỗ đó đó. Là chỗ đó là cái ngôi nhà của ngoại. Thấy chưa quý cô chú anh chị? Từ ở đây Quang quay qua nè. Được chưa? Ở đây là không thay đổi luôn quý cô chú anh chị, chỉ có bên đó mới thay đổi và đường vô thay đổi nha, nhưng mà chỗ này là không thay đổi. Chỗ này là cái chỗ là không thay đổi luôn quý cô chú anh chị, thấy chưa? Không thay đổi nha. Thì chút xíu á, đây nè, Quang lại quay cái chỗ cái nhà bác hai cho quý cô chú anh chị xem, là cái nơi này vẫn là cái kỷ niệm. Lúc cô ba hồi nãy kia cũng lại nhà bác hai. Đây. Còn cái nền vẫn còn nguyên nha quý cô chú anh chị. Đây. Thấy chưa? Đây. Thực sự đây. Nhưng mà nhà bác Tư quá xa, qua không có thể đến và ghi hình chia sẻ cho quý cô chú anh chị được nha. Đây là nhà của bác hai. Thì từ nhà bác hai thì nhìn tới nhà của ngoại thì đằng kia thì cũng không có xa lắm ha. Này, cái khuôn viên này là quý cô chú, nếu mà quý cô chú anh chị mà có tin mắt đã từng nhớ thì nhớ những cái bạch đằng này, Quang đã ghi hình những cái bạch đằng này thì quý cô chú anh chị sẽ nhớ là cái kỷ niệm xưa thôi đó, thấy chưa? Cái ruộng này vẫn nguyên nha, không thay đổi. Cái mấy cây mít đó cũng ok luôn, không thay đổi luôn, thấy chưa? Bây giờ thì chỉ có những cái người mà ta đi kiếm ăn, ta xiệt này kia rồi thôi. Đó là thằng gì con Bác Tư Quang quên nè, Quang chỉ nhớ thằng nhóc rồi. Kỷ niệm quá lâu rồi. Đó, thấy không quý cô chú anh chị? Đây là nhà của Bác Tư, ngoài Bác Hai. Thì lúc đó ngoại tránh chú mưa ở đây nè. Vào một cái ngày mưa, bữa chiều mưa gió, thực sự Quang là nhớ như in luôn. Bữa đó quá trời mưa lớn luôn. Nhà thì quá trời tạt. Cô ba thì chùm che cho ngoại, mà mưa thì sấm chớp ầm ầm luôn. Thực sự là như vậy luôn đó, thấy không? Thì lúc mà dỡ cái nhà bên kia thì ngoại qua cái nơi ở bên đây, cái nhà của bác hai. Nhà bác hai thì bây giờ đất thì cũng của người ta, nên là cũng người ta đã dỡ hết trơn rồi quý cô chú anh chị, thấy chưa? Dỡ hết rồi, đập hết trơn luôn. Thấy chưa? Cái ngôi nhà kỷ niệm luôn quý cô chú anh chị.
Đó, ngoại cũng thường ra ngoài này nè. Rồi cái bàn thờ đâu đây nữa nè. Phía trước luôn. Đây. Nè, cái đường này là cái đường ra nhà của bác Tư ngoài này nè. Con đường này là con đường kỷ niệm luôn quý cô chú anh chị, thấy không? Không thay đổi luôn. Thì Quang là đẳng Quang quay cho quý cô chú anh chị chút xíu nha. Chứ thực chất đi ra ngoài là thực sự cả cây hai cây số ngoài á thì không thể nào đi được. Mùa mưa này là dưới cái đường á là rất là nguy hiểm. Cây cối không à. Mình không thể nào mà đến mà chia sẻ hết cái hành trình cho quý cô chú anh chị xem được. Thì Quang chỉ ghi hình được cái hành trình là tới đây thôi. Ra nhà ngoại và thăm lại cái ngôi mộ của ngoại cho quý cô chú anh chị biết nha. Thực sự là một quá là một cái kỷ niệm quý cô chú anh chị. Thực sự kỷ niệm ùa về với Quang rất là nhiều luôn. Quang đi ra đây đi bộ theo chân của Diệu Hiền, chú Út và bác Tư để mà ghi hình những thước phim hay cho quý cô chú anh chị xem. Đây, thấy không? Cái nơi mà gọi là mấy đứa con rể của chú Út về để mà bắt ốc hái rau để gia đình ăn uống nè. Những cái này là không thay đổi luôn quý cô chú anh chị. Ruộng là không thay đổi nha. Chỉ có vườn thì người ta trồng và làm cái đường đi mới thay đổi thôi. Quá là kỷ niệm luôn á. Kỷ niệm ùa về đối với Quang rất là lớn luôn. Mấy cái mương này là thằng gì chồng của cà lý ưa đi mà đi chài đi chăn lứ đâu nè. Kỷ niệm quá lớn với cô chú anh chị. Đây con đường mòn. Chú Út có thường nói một câu là lúc xỉnh là chùm sớm đỉ. Đây không thấy không quý cô chú anh chị. Đây là cái căn nhà Quang đây nhỏ là cho quý cô chú anh chị xem. Thấy chưa? Căn nhà này. Cái căn nhà này là căn nhà của bác Hai. Thì Quang sẽ tổng hợp lại một cái video để cho quý cô chú anh chị là có thể là xem đã luôn. Về cái hành trình mà về cái nơi ngoại đã từng sinh sống hồi lúc xưa. Sự rất là một cái thước phim rất là quý giá luôn quý cô chú anh chị. Thước phim này thật sự nói Quang nói là rất là quý giá. Về cái nơi mà Quang đã từng quay phim ở trong cái nơi đây thì cũng rất là lâu. Quay phim thì cũng khoảng cả năm vậy đó, hoặc là hơn, hoặc là vài tháng thì Quang cũng không nhớ. Rất là nhiều những cái thước phim hay Quang ghi hình trong đây. Thì có thể là Diệu Hiền cũng vẫn còn ở trong đây thì cũng lẫn quẩn ở đây, hay là có thể là đi là gọi là đầu thai rồi thì Quang cũng không biết. Thấy quý cô chú anh chị thấy không, cái đây là cái con kênh này là để cho là mấy đứa nó xuống đây nó tắm nè, từng là đi tắm nè. Quang cũng lại đây cũng ngồi ở cái chỗ này nha, ngồi ở nơi này và ở đây mà ghi hình tụi mấy đứa con của hoặc là cháu của bên ngoài trăm tuổi bắt ốc người sinh sống ở đây. Thực sự là một cái ký ức ùa về quá lớn quý cô chú anh chị. Quang vô đây là Quang cũng thật sự là nhớ lại cái ký ức rất là nhiều luôn. Ký ức hồi xưa á, ký ức của lúc mà mình gọi là mới chập chững vào nghề luôn quý cô chú anh chị. Kỷ niệm thật sự là kỷ niệm quá lớn. Thấy chưa quý cô chú anh chị, nơi này là thằng nhóc đồ lúc mà nhóc với chú Út
Dưới bác Tư là vô đây cũng trốn vô đây, là mùa mưa là trốn vô đây cái nhà này nhậu nè. Tại vì bác hai đâu cũng đã chuyển đi hết rồi. Người ngoại cũng đã sinh sống ở đây một thời gian, khi dỡ cái chạy bên kia nha. Đó, căn nhà nè, sự rất là kỷ niệm luôn quý cô chú anh chị. Kỷ niệm cũng ùa về với Quang. Đây, rất tiếc là Quang không có ra và quay lại cái kỷ niệm bên nhà bác Tư được cho quý cô chú anh chị xem nha. Thì Quang cũng quay được là ba nơi thôi. Thứ nhất là nhà ngoại gần 100 tuổi. Thứ hai là nhà của bác hai. Và thứ ba là nơi yên nghỉ của ngoại gần 100 tuổi nha. Thực sự cái chỗ này là cái chỗ Quang đi tới lui để mà qua bển ghi hình và nè, này kia nè. Là cái ruộng này thì không có thay đổi mấy nha, vẫn còn nguyên luôn. Lúc trước Quang ra đây, Quang ghi hình những cái cảnh đẹp nè. Bây giờ cho quý cô chú anh chị nhớ lại là những cây bạch đằng này vẫn còn nha. Vẫn còn là trong kỷ niệm luôn á. Vẫn còn, nó chỉ già theo năm tháng thôi. Và mọi thứ ở đây không phải đều thay đổi hết nha quý cô chú anh chị. Đó, chỉ là thay đổi một khoảng 80% thôi, còn có thể là 20% vẫn còn nha, như là cái cây cây bình bát ở đây là vẫn còn còn nha. Đó, cây bình bát chỗ này vẫn còn luôn. Ha. Bình bát là Quang vẫn còn nhớ như in là mấy cây bình bát ở đây. Đây luôn. Thấy chưa? Bình bát như in luôn. Còn cái chỗ này là cái chỗ Quang nhìn qua cái bên chỗ của ngoại gần 100 tuổi bên đó. Kỷ niệm ùa về luôn quý cô chú anh chị. Thì nhớ cái cây cầu đó, thì lúc mà mấy đứa con của mấy đứa cháu ngoại làm cây cầu để mà bắt xuống ha. Rồi xuống đây dọn lục bình này kia đồ nè. Lục bình bây giờ nó đã bít ở đây hết trơn quý cô chú anh chị. Bắt cá lầu kiến rồi bắt ốc ở đây nè. Thì Quang cũng thường lại đây, nó mát, rất là mát luôn quý cô chú anh chị ha. Mát lắm, mát luôn. Cái ruộng này thì vẫn còn nguyên xi nha. Chuối rồi vẫn còn. Nhớ là bác Tư chú Út đồ ưa bẻ chuối ở đây nè, để mà nhậu nè. Không có gì ăn rồi. Thứ nhất là bẻ chuối nhậu, thứ hai là kiếm được những cái củ khoai mì ha. Đó, chuối ở đây là không thay đổi luôn. Cái bờ này không thay đổi luôn quý cô chú anh chị nha. Bờ này là chỉ có thay đổi là ở phía trong nhà ngoại thôi. Đây cái cột này vẫn còn nguyên nữa nè. Hồi xưa là nhớ là cái cột này Quang nhớ vẫn còn nguyên luôn, không thay đổi. Đây, đây cái đường vô nè. Đường vô nè. Để Quang vô và quay lại cho quý cô chú chị xem một lần nữa nha. Để mình nhớ lại cái kỷ niệm. Cái chỗ nè chú Út Dư Hiền nằm võng ở đây. Từ qua đây qua đây. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy hai cái mít không quý cô chú anh chị? Đây là kỷ niệm nè. Kỷ niệm xưa. Dư Hiền thì sẽ xuống cái bờ kênh này. Lúc trước á thì cái chỗ này thì mình đã dọn dọn sạch ra nha. Không có như gì đâu. Thì chỉ có bờ lách đâu đây thôi. Nhưng mà ở dưới chỗ này nè. Đó, thấy chưa? Đây. Kỷ niệm mít nè quý cô chú anh chị. Mít thì Dư Hiền bẻ ăn rất là nhiều luôn. Nhưng mà bẻ thôi chứ có ăn uống gì. Chỉ có là gọi là uống thôi chứ ăn thì đâu có bao nhiêu. Đây là ký ức ùa về nơi ngoại đã từng sinh sống nha. Rồi thôi thì Quang cũng chào tạm biệt cái nơi này. Đó là cái nơi từng là kỷ niệm của Quang và những cái anh em đã từng vô đây để mà làm những cái thước phim hay cho quý cô chú anh chị biết. Đó là cái nơi là ngoại đã từng sinh sống và đó là một cái bộ phim thật sự rất là dài để cho quý cô chú anh chị xem. Thì hôm nay thì Quang cũng quyết định là làm một cái đoạn video để mà chia sẻ về cái nơi và những cái kỷ niệm hồi xưa Quang đã đến. Mình đã từng làm những cái thước phim hay cho quý cô chú anh chị xem. Thì tiếp tục cái hành trình sau đây nữa thì Quang sẽ đến cái nơi gọi là cái ngôi mộ của cái nơi mà gọi là ngoại
đã an nghỉ và chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết nha, để mà làm một cái hành trình, một cái thước phim để mà chia sẻ lên cho mọi người biết. Rồi chúc tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân, là những cái ai yêu mến Quan Phạm Cần Thơ thì sẽ vô mà xem cái video và bình luận xem những cái nơi này đã có thay đổi như thế nào và chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết nha. Rồi thôi, Quan sẽ đến nơi mà chỗ ngoại gần 100 tuổi yên nghỉ và chia sẻ cho quý cô chú anh chị tiếp nha. Đây là cái đường vô mà cái khu mà yên nghỉ của ngoại gần 100 tuổi nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì lúc trước thì mấy anh em cũng có đưa ngoại vô đây, thì hôm nay mấy anh em Quan với Toàn cũng vô đây để mà ghi hình là thăm lại cái nơi của ngoại nha. Thì cũng ghi hình cho quý cô chú anh chị xem nghĩa trang nhân dân ở phường Tân Hưng nha. Đó. Cũng thật sự lâu lâu quá rồi mấy anh em cũng không có ghé thăm chỗ của ngoại, sẵn đó thì xin một nén hương để thắp cho ngoại gần 100 tuổi luôn nha. Thì trong đây thì cũng có người dân đồ cũng đến nè. Rồi đậu xe chỗ này đi. Đây là chỗ nơi của đó. Đây là cái khu nghĩa địa của ngoại gần 100 tuổi nè. Hôm nay thì mấy anh em cũng ghi hình chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị biết nha. Đó. Thì Tuần Lê đã đến chỗ nơi yên nghỉ của ngoại gần 100 tuổi đây quý cô chú anh chị. Thì mời quý cô chú anh chị hai đồng hành của Tuần Lê để cùng trong nha. Trước đi vào cũng có khi có chỗ thờ phụng nè. Dạ. Thì từ lúc mà ngoại mất tới giờ chắc cũng ngoại mất là năm rồi hay là năm rồi ha. Cũng ngày địa tạng chú Bá Tánh ở đây trước, thì sau đó thì tiếp tục rồi đốt mấy cái nhang, thì hai anh em mình đốt nhang cái rồi sẵn vô thắp hương cho ngoại luôn ha. Thì hôm nay Quan với Toàn nha, thì hai anh em thăm lại cái nơi của ngoại mà yên nghỉ nha. Thực sự là cũng lâu lắm lâu rồi, mấy anh em cũng quyết định là làm một cái cuộc hành trình đó là thăm là lại cái nơi gọi là cái chỗ nhà của ngoại xưa. Đó, là Quan lúc trước quay thì Toàn chưa quay, nhưng mà sau này thì Toàn mới có quay thôi. Thì cái nơi là chỗ của ngoại thì đang yên nghỉ cho thằng kia đó quý cô chú anh chị. Đó. Thì chắc này hai anh em sẽ đốt nhang ngày địa tạng dương ở đây, xong rồi sẽ thắp cho ngoại mỗi anh em một cây nhang. Thực sự ngoại là một cái kỷ niệm của Quan rất là lâu luôn. Quan ghi hình ngoại lúc trong ruộng đó thì thực sự là cũng rất là nhiều kỷ niệm. Bây giờ thì ngoại cũng đã yên nghỉ rồi. Toàn cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị luôn ha. Thì trước khi vào bên trong là cái phần mộ nơi ngoại yên nghỉ ha, thì mấy anh em là có thắp hương ngày địa tạng cùng với bà hương án của Bá Tánh, thì chỉ cầu mong cho tất cả là lúc nào cũng là vui khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Rồi thì cái này mình đốt hai cái nhang này, mình vô trong thắp cho ngoại gần 100 tuổi nha. Thì tôi lại cũng chia sẻ luôn ha.
Thì ở nhà ngoại 100 tuổi kỷ niệm xưa thì trước đó là Toàn Lê chưa có hoạt động kênh YouTube nha. Là chỉ đi theo hỗ trợ với Quang thôi. Thì chỉ mới đây thì Toàn Lê mới làm kênh để mà đi chia sẻ những cái yêu thương. Rồi, với mày thì hai anh em mời quý cô chú anh chị nè, đi thắp hương ngoại gần 100 tuổi nha quý cô chú anh chị. Đây, cái nhang nè, hai anh em nha. Bên trong thì sáng nay lâu quá rồi, cỏ quá cỏ rồi. Thực sự mà quý cô chú anh chị thấy không nè, cỏ quá cỏ quý cô chú anh chị ơi. Thì Quang cũng xin phép những người phước mặt phước ngoại ở đây thì cho Quang vô đây để thắp hương cho ngoại nha. Đây cái nơi mà chỗ ngoại xưa nè quý cô chú anh chị, là cái đây thì Quang cũng cho quý cô chú anh chị xem là cái ngôi mộ cuối phía trong luôn ha. Đó. À, vậy này quý cô chú anh chị thấy chưa? Rồi. Thì anh em chuyến này vô thắp hương cho ngoại gần 100 tuổi nha. Ngoại tên thiệt là Giang Thị Dân nha. Giang Thị Dân. Năm 1937 đinh sửu nha quý cô chú anh chị. Con chào ngoại nha ngoại. Đây. Bắc nè. Năm Giáp Thìn vậy mới đây hả? Hưởng thọ ngoại là năm tháng 3 ha. Trong năm nay tháng 3 tháng này tháng 10 rồi. Ngoại là hưởng thọ 88 tuổi nha quý cô chú anh chị. Thì lúc trước á thì mấy anh em quay thì ngoại cũng là có biệt danh là ngoại gần 100 tuổi. Ngoại tên thật là Giang Thị Dân, sinh năm 1937 đinh sửu. Từ trần lúc 11 giờ 50 phút ngày 1 tháng 3 năm 24 nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Thìn nha. Đây, còn cầm đi thắp nhang cho ngoại cái. Anh em sẽ thắp nhang cho ngoại nha. Chích bên đó. Tại đây không có cái vị trí đứng đó, quý cô chú anh chị. Phải đứng nhờ nha. Này thì để cho Quang thắp hương trước ha. Toàn sẽ thắp hương sau. Rồi xá bốn hướng luôn. Đó, thì hôm nay Quang á với Toàn là vô đây thắp hương cho ngoại nha. Đó, thì chỗ này thì Quang sẽ cầm cái video để mà cho Toàn đến thắp hương cho ngoại. Lúc trước thì Toàn cũng có đi tiễn ngoại nữa đó. Thấy không quý cô chú anh chị? Xưa và cùng thắp một cái nén hương tưởng nhớ trong linh của ngoại gần 100 tuổi, cũng xin phép tất cả cô chú anh chị ở đây thắp hương cho ngoại nha. Thank you.
Thì sau khi hai anh em đến lại cái kỷ niệm xưa và thắp cho ngoại một cái nén hương. Thì thật sự trước đó thì Toàn Lê cũng có quay và chia sẻ cái đoạn clip ngày mà ngoại ra đi yên nghỉ ở tại đây, nghĩa trang nhân dân phường Tân Hưng thì cũng khá là lâu rồi, 7 tháng mà anh em mới đảo lại. Thì quay quang quay sát lên ngoại cho quý cô chú anh chị xem là thêm một lần nữa nha. Đó, đây nè là cái di ảnh của ngoại, thấy chưa? Đó, ngoại thì cũng hình thì giống như thế nào nha. Đó. Thì ngoại tên là Giang Thị Dân nha quý cô chú anh chị. Đó, anh quay kỹ lại cho quý cô chú anh chị xem. Từ lúc ngoại y nghỉ ở đây thì cũng có thêm vài cái ngôi mộ nữa rồi nè. Đó. Thì đã dài theo nè. Ngoại tên là Giang Thị Dân nha. Sinh năm 1937, hưởng thọ là 88 tuổi. Thấy không quý cô chú anh chị? À, ngôi mộ của ngoại thì mình bên cô ba thì cũng đã làm đá hoa cương phải không? Này là đá hoa cương phải không? Đá hoa cương đầy đủ hết rồi nè. Đó, cái ngôi mộ của ngoại nè. Thì bên đây thì cũng làm luôn cái này là kêu là cái mái che luôn nè quý cô chú anh chị, thấy chưa? Đó, mái che. Mái che cho ngoại luôn rồi nè. Là mái che tiền chế nè quý cô chú anh chị. Cái tiền chế này chắc cũng không có nhiều nha. Thì trước đó đó là khi mà ngày ngoại ra đi á và yên nghỉ thì chỗ có dọn dẹp chỉ có hai cái phần mộ này thôi. Thì sau đó thì thêm được ba cái phần mộ liền kề nữa. Đúng rồi nè. Lúc đó thì chỉ có hai cái phần mộ này nè. Không à, lúc đó là có cái phần mộ này nữa nè. Có phần mộ này. Cái phần mộ đó kìa. Cái hai phần mộ này thì chưa có nha, hai phần mộ này chưa có, lúc đó là chỉ có cái phần mộ này và phần mộ ở trong, nhưng mà ngoài thì nằm ở giữa đây. Thì đã làm xong hết trơn rồi. Thì để Quang cũng quay sơ một cái khu này cho quý cô chú anh chị xem, cho quý cô chú anh chị biết cái khu của ngoại là cũng rộng như thế nào nha. Thì Quang cũng xin phép những cái chú, những cái cô, những cái cậu, người khuất mặt ở đây đó. Thì cho Quang xin phép đến đây để thắp hương cho ngoại nha. Và ghi hình ở đây thì A-di-đà Phật. Thì đây là nghĩa trang nhân dân đó quý cô chú anh chị. Đây thì cũng có những cái gọi là hoa trang nè. Bông trang này khi cũng như là mọi người dân đến cúng có thể là hái để mà cúng được luôn nè. Thấy không quý cô chú anh chị? Thì thật sự mà nói thì Quang với ngoại cũng là một cái kỷ niệm lúc mấy năm về trước á, là ngoại là một cái hoàn cảnh khó khăn. Thì Quang cũng đến để mà ghi hình và giúp đỡ cho ngoại. Thì ngoại, gia đình ngoại là một cái câu chuyện thật sự rất là dài quý cô chú anh chị. Lâu lắm lâu rồi, Quang cũng có cơ hội. Thì hôm nay thì Quang rủ Toàn Lê là hai anh em á, là làm một cái cuốn chuyến hành trình là về thăm lại cái nơi cũ của ngoại và thăm lại cái ngôi mộ của ngoại và ghi hình cho quý cô chú anh chị biết nha. Thì để Quang đi phía trong này nè. Đó, Quang quay cái qua một cái phía sau cái ngôi mộ của ngoại cho quý cô chú anh chị biết luôn nha. Đó. Thật sự thấy Quang. Thì Quang cũng xin phép những người phước mài ở đây cho Quang đi vô để thăm ngoại nha. Đó. Đây, thấy cái ngôi mộ này của ngoại này, thấy không quý cô chú anh chị? Đó. Đó, thấy chưa? Đó, thì Quang ghi hình. Thì cái từ ngoài đó Quang chạy vô á, thì thật sự nói quý cô chú anh chị biết á, là bây giờ cái mùa mưa nên là cái đường vô cỏ nó mọc đầy hết trơn rồi. Thấy không quý cô chú anh chị? Quang này quý cô chú anh chị thấy chưa? Đây Quang nè, thấy chưa? Thực sự thì Quang cũng mong là những cái thước phim này sẽ gợi nhớ lại cho quý cô chú anh chị biết là cái hành trình là từ đầu đến đuôi, là từ lúc trước Quang quay và sau này nữa, thì Quang sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị sẽ biết là cái nơi ở yên nghỉ của ngoại và cái ngôi nhà hồi xưa của ngoại thì bây giờ nó đã trở thành như thế nào rồi. Con thấy chưa quý cô chú anh chị? Thì chút xíu Quang sẽ vô lại gọi là cái nơi mà ngoại ở hồi xưa trong ruộng.
thì cũng đã quay ghi hình lại cho quý cô chú anh chị xem nha. Đó, cái ngôi mộ ngoại này thấy chưa quý cô chú anh chị, đây mùa mưa nè. Thì ở đây thì mong ngoại yên nghỉ nha ngoại. Ngoại tên thật là Giang Thị Dân nha quý cô chú anh chị, hưởng thọ 88 tuổi. Đó, thì quang đi ra nè. Thực sự thì còn ở đây cũng còn nhiều những cái học lắm nè. Đây là nghĩa trang nhân dân quý cô chú anh chị. Cái đường ga nè, thấy chưa? Ga bây giờ quý cô chú anh chị thấy là nó quá trời là cỏ cây rồi. Mà không biết lâu rồi mấy cô ba hay là dưỡng ba hay là con cháu của ngoại có về đây thắp hương hay không. Thì Quang cũng thật sự Quang cũng không rõ lắm. Rồi thôi thì Quang đến đây thăm ngoại bấy nhiêu thôi. Thì ngoại nên ngoại an nghỉ nha ngoại. A Di Đà Phật. Thì ngoại sẽ phù hộ cho gia đình của ngoại và phù hộ cho con để mà tiếp tục cái con đường quay phim thiện nguyện để giúp đỡ những cái người tiếp theo nha. Đây là cái nơi an nghỉ của ngoại quý cô chú anh chị thấy chưa? Rồi thôi thì Quang cũng sẽ kết thúc cái video tại đây. Chào quý cô chú anh chị và Quang sẽ chúc tất cả quý cô chú anh chị trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Quý cô chú anh chị mà nếu có yêu mến kênh của Quang Phạm Cần Thơ á, thì cho Quang xin một lượt like, một lượt đăng ký theo dõi nha. Lúc trước á, thì Quang có ghi hình ngoại á, nếu quý cô chú anh chị sau này có yêu mến Quang thì cứ xem và đăng ký tiếp ủng hộ Quang nha.